Năm sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, tôi vẫn không thể tránh được những cái cảm xúc cô đơn, lạc lõng. Xa quê hương, xa bạn bè và người thân là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Sau những đêm dài thức trắng, deadline, giữa dòng đời vội vã cùng cái lạnh đến thấu xương của ở đất Canada, tôi thật sự thèm khát một khoảng trời tĩnh lặng, một cái vỗ về của bố mẹ và được trở về làm một con bé vô lo vô nghĩ, làm những trò khùng điên với tụi bạn. Chuông điện thoại reo lên, mẹ gọi. Tôi nhớ mẹ, nhưng quả thật tôi không muốn nói chuyện lúc này. Hôm nay tôi thật sự gầy kiệt sức. Ấp ôm thật nhiều mộng mơ, vụt qua bất ngờ. Những tháng năm đó đem lòng gửi trao một người. Sau trong ngăn tủ, tôi vô tình tìm thấy một cái hộp quà mà những người bạn cấp 3 đã tặng trước khi tôi đi du học. Đâu thời gian trôi, đến khi đoạn đường chia đôi thì đã xa xôi. Gặp được nhau, bước bên nhau, dù có ngắn ngủi mà đậm sâu. Xuân thì tôi chợt nhận ra cuộc sống bận rộn đã dần vùi lấp đi những kỷ niệm thời học sinh, những lời hứa, những cái cãi vã tưởng chừng như sẽ không bao giờ quên lại dần trôi vào dĩ vãng. Những tháng năm đó đem lòng gửi trao một người. Tôi có chút chua xót. Cứ sâu đi biết bao điều chưa nói, để rồi bao lỡ. Nước mắt bắt đầu rơi lúc nào không hay. Nếu như tôi có một điều ước lúc này, tôi chỉ ước một tấm vé đưa tôi về tuổi thơ. Với tôi, cuộc sống người lớn thật sự quá mệt mỏi. Tôi tự hỏi không hiểu những người lớn xung quanh tôi đang như thế nào nhỉ? Họ có đang hạnh phúc với cuộc sống người lớn bây giờ không? Hay họ đang thèm khát được bé lại như tôi? Nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến Canada với bao nhiêu phấn khích. Mỗi ngày trôi qua tôi khám phá ra sức mạnh mà mình chưa bao giờ biết đến. Mỗi thách thức trở thành một cơ hội để phát triển. Mỗi bất ổn là một bài học về sự kiên nhẫn. Nếu như có điều ước, mong rằng ta sẽ trở về một lần nữa được sống lại nơi tháng ấy. Người từng hứa sẽ mãi bên tôi giờ nơi đâu, có lúc nào nhớ đến nhau. Hồi ước chấm xuân dịu dàng là hành trang tôi mơ. Khi mặt trời lặn trên một ngày nữa trong thành phố xa lạ này, tôi chợt nhận ra sự xa cách giữa bản thân và quê hương không được đo bằng dặm, mà là trong những khoảnh khắc phát triển và tự tìm kiếm trên đường đi. Gặp được nhau, bước bên nhau, dù có ngắn ngủi mà đậm sâu. Xuân thì có nhau mới rạng ngời nụ cười khắc trên bờ môi. Dù mai sau có thương đau, ta vẫn sẽ chúc cầu cho nhau. Mong rằng quãng đường phía trước sẽ được sáng, sẽ huy hoàng như pháo hoa ngập tràn.